Anh Nguyễn Xuân Tùng ở Phú Thọ có con mắc COVID-19. Sau khi điều trị tại nhà, con anh đã khỏi bệnh nhưng lại bị một số triệu chứng ho, tức ngực. Anh Tùng đã lên mạng tìm hiểu, bỏ ra hơn 3 triệu để mua một số loại thuốc điều trị hậu COVID-19. Mua thuốc 3-4 triệu về để cho cháu điều trị. Nhưng sau đó thì cũng nhận những cái thông tin bác sĩ là những cái sản phẩm mà mình chưa có khuyến cáo nhà xuất của bác sĩ thì không nên dùng bừa bãi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên tôi cũng chưa dám, lại không dám cho cháu sử dụng những loại thuốc chưa nổi trên thị trường nữa. Tương tự, anh Bùi Duy Linh ở quận Long Biên, Hà Nội cho biết, cả nhà anh bị COVID-19, anh cũng lên mạng tìm hiểu và tự mua thuốc điều trị COVID và hậu COVID cho cả gia đình với số tiền gần 10 triệu đồng. Cũng có được các tư vấn viên của cái hãng thuốc ấy gọi điện và tư vấn cho mình về cái loại thuốc đấy, và khi sau khi tôi dùng thì các bạn cũng gọi điện lại và tư vấn cho tôi về cái thuốc về hậu COVID, và tôi cũng đã mua và sử dụng cái thuốc đấy và hết tổng cộng 3 người là gần 10 triệu. Thực tế không ít người như anh Tùng, anh Linh vì lo lắng đã bỏ ra số tiền không nhỏ để mua về các loại thuốc điều trị hậu COVID-19 không rõ nguồn gốc. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, sau khi khỏi COVID-19, tùy theo thể trạng sức khỏe của mỗi cá nhân sẽ có những triệu chứng hậu COVID-19. Cụ thể, với mỗi triệu chứng sẽ có loại thuốc điều trị khác nhau. Do đó, người dân nên đến bệnh viện để bác sĩ khám, tư vấn và kê đơn thuốc phù hợp với những triệu chứng bất thường về sức khỏe. Thuốc cho tới hiện nay chưa có một khuyến cáo nào để nói rằng có một loại thuốc có thể điều trị được hội chứng COVID. Tuy nhiên, có một số cái thiếu hụt về các chất ở trong cơ thể mà chúng ta có thể phải bù, hoặc là một số thuốc để hỗ trợ để giảm triệu chứng của cái hội chứng hậu COVID này, thì cân nhắc sử dụng, mà hoàn toàn những thuốc này phải theo dõi, theo kê đơn của bác sĩ. Quan tâm đến sức khỏe bản thân, nhất là sau khi khỏi COVID-19, là việc mỗi người nên làm. Tuy nhiên, thay vì lo lắng tìm mua các loại thuốc được quảng cáo là điều trị hậu COVID-19 nhưng chưa có cơ sở khoa học, người dân nên chủ động thăm khám tại các cơ sở y tế để có sự tư vấn phù hợp, đúng chuyên môn. Qua đó vừa bảo vệ sức khỏe chính bản thân mình, vừa không tiếp tay cho những đối tượng đang cố tình rao bán các loại thuốc không rõ nguồn gốc để trục lợi từ chính sự lo lắng của người dân.